Phim này cực kỳ hoành tráng luôn mọi người ơi. À, sướng, rất là hài hước và cũng như là rất là hấp dẫn. Tao nói nó vui mà cười banh rạp luôn. Tao nói rạp cười ha 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 ha. Cái nhân vật phát thích nhất trong bộ phim này đó chính là ông nội của Spency. Sự kỳ vọng của mình đã đạt được và cao hơn rất nhiều. Hấp dẫn, tại vì có những cảnh thực sự bất ngờ. Nghĩ là bộ phim này sẽ là cái phim mà gọi là thống trị cuối tuần này. Rất là thích cái con đà điểu. Cái con đó nhìn nó ác mà nó rất là mắc cười. Mình cảm thấy là cực đã, cực phấn khích, hài hước, kịch tính và hồi hộp. Từ diễn biến câu chuyện rất là cuốn hút. Nó là một phần hoàn toàn đặc biệt khác so với Jumanji phần 1 luôn. Coi bộ phim này á, giống như là mình đang chơi game vậy á. Kiểu như mình hóa thân với nhân vật trong game, nhưng mà mình cũng mắc cười. Nó kiểu như không có đoán trước được những cái tình tiết của nó. Phim này là best lầy lội luôn á, các bạn phải đi coi phim đi. Bộ phim này cực kỳ hài hước luôn.